Chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình có con xe Vespa 3VEI đời điện tử đây anh em này. Con này là con đời mới nhé. Giờ nó không đề được. Giờ mình sẽ kiểm tra, mình chia sẻ với anh em nhé. Dù là bệnh nó khó hay không khó thì anh em ủng hộ nhé. Mở chìa khóa. Đây, điện nó vẫn lên bình thường. Mình ấn đề thì nó không có dấu hiệu gì. Thì cái này thì cũng có nhiều khả năng là do công tắc hoặc đường dây công tắc. Có thể có con thì nó bị ở cái dơ le đề nhá, hoặc là chuột cắn ở chân chống điện. Cái dòng này thì thường là hay bị như vậy. Nhưng bây giờ mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra cho anh em xem nhé. Mình sẽ làm theo cách thủ công để có những anh em mà ở những vùng xa không có máy móc chuẩn đoán hoặc không có đồng hồ để đo, thì mình sẽ làm theo cách thủ công thì để anh em dễ hiểu cái căn bệnh này nhá. Cái đề ở đây bây giờ phải tháo hết ra. Giờ mình sẽ tháo hết ra và lúc nào xong thì mình sẽ quay cho anh em xem. Đây mình cũng đang tháo hết ra đây anh em nhé. Thì cái này thì mình sẽ kiểm tra cái con dưa le ở dưới gầm này. Thì mục đích của mình làm cái video này là thực ra là để chia sẻ cho anh em nào mà chưa gặp thì lên kiểm tra cho nhanh thôi anh em nhé. Thì thường thì cái dòng Vespa này thì thường cái con dưa le thì nó hay bị chập là chính thôi. Chết thì nó cũng có, chết thì trừ là những cái trường hợp anh em thay dưa le ở ngoài, phụ tùng ở ngoài thì thường là nó hay bị chết, nó hay không đề được. Mà mình hôm nay mình muốn chia sẻ, mình tháo ra mình sẽ kiểm tra trực tiếp cho anh em. Thực ra thì nếu mà cái trường hợp mà mất điện thì nó cầu trì tổng của nó đây anh em nhé, còn những cầu trì phụ đèn các thứ ở đây hết. Tháo đi em ơi, mình muốn chia sẻ thực tế cho anh em, dù là những cái ban bệnh nhỏ nhất, để anh em có cơ hội mà gặp những cái dòng xe này thì anh em sẽ xử lý cho nhanh. Mình cũng muốn chia sẻ là những cái bộ phận của cái dòng xe này, bộ phận đề của nó nằm ở đâu cho anh em dễ hiểu. Thường thì cái đời cũ thì nó sẽ nằm có đời, có một đời điện tử thì nó nằm ở cốp này thì mình không nói rồi, nhưng mà có đời cũ thì thường nó nằm ở đằng sau yên này anh em nhé. Đây con dưa le nó nằm ở đây, dưa le nằm đây anh em nhé. Mình cũng thay rất nhiều con bị chập rồi, cũng có con nó bị mất đề giống hệt như này luôn. Đây mình cũng muốn làm trực tiếp để chia sẻ anh em thôi. Đây, con này nó đang bị chuột cắn đây anh em này. Giờ mình sẽ lối lại và mình sẽ đề cho anh em xem nhé. Thực ra bệnh này thì không có gì khó, nhưng mình chỉ muốn chia sẻ thôi, chia sẻ những em nào mà chưa làm anh em tháo ra cho mình cho nhanh. Còn những em chưa biết cái dưa le đề của con này nó nằm ở đâu thì mình muốn cho anh em tìm hiểu cho nhanh. Câu thêm dây. Đây là con dưa le đèn của nó anh em nhé, dưa le đèn của chỗ ba này. Con anten của nó thì đời điện tử thì nó có rắc cắm 3 dây này anh em này. Nếu mà đời cũ của nó thì là có 2 dây thôi. Anten này thì nó cũng liên quan đến vấn đề lổ anh em nhé. Nếu mà trường hợp mà nước vào nó bị lứt thì nó cũng sẽ xảy ra trường hợp không có điện hoặc là điện lên rất yếu. Lúc nào mình sẽ có cơ hội, có xe nào thì hỏng thì mình sẽ quay trực tiếp cho anh em xem. Mình sẽ cố gắng làm những cái video về dòng Piaggio này nhiều hơn. Nếu mà có xe mình sẽ làm nhiều cho anh em nhé.
Những em nào biết rồi thì cứ bình luận cho mình ở dưới. Mình chỉ muốn chia sẻ cái video này thì nó thực tế thôi, chủ yếu là thực tế, chứ mình không muốn nói nhiều về lý thuyết. Lý thuyết thì nhiều lúc có những cái ban bệnh ở trên xe dòng điện tử mới bây giờ thì ra nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Chứ còn nếu mà ra thực tế thì có nhiều cái nó rất sai lệch anh em nhé. Cũng có nhiều anh em muốn mình chia sẻ những cái video thực tế nhất, thì dù là những cái ban bệnh nhỏ hay là ban bệnh nó đơn giản thì mình cũng chia sẻ cho anh em. Đề đi. Nếu mà anh em gặp trường hợp đây, thôi thì đây mình muốn chia sẻ thêm một chút nữa. Nếu anh em gặp trường hợp mà chuột cắn anh em cứ bôi mỡ vào cho mình. Nhiều anh em biết rồi thì không nói, nhưng mà anh em nào chưa biết thì cứ bôi mỡ vào là chuột nó sẽ sợ, không giờ nó cắn nữa. Thế là cái cách của mình cũng gặp nhiều, mình muốn chia sẻ anh em thôi. Rồi ok anh em nhé. Thì cái này thì mình chỉ là muốn làm một cái video thực tế nhất, để anh em có thể mắc bệnh nhanh nhất. Nó cũng không khó, nhưng mà cũng là một cái video mình muốn truyền tải đến anh em mới học nghề, hoặc là anh em chưa sửa dòng vép 3 này nhá. Thì ra dòng vép 3 là dòng rất khó. Mình sẽ làm những video ban bệnh khó hơn của con vép 3 này, chia sẻ cho anh em tới anh em nhanh nhất và chuẩn nhất cho anh em nhé. Mình sẽ làm những video thực tế nhất, không dùng những tư liệu trên sách vở nhiều anh em nhé, thì sẽ là chuẩn cho anh em hơn. Thì bây giờ ở trên các kênh bây giờ cũng có nhiều kênh làm về những cái đo mạch này kia, mình cũng có làm, cũng đo, nhưng mà nhiều cái nó cũng không thực tế lắm, vì cái bệnh của nó thường gặp thì nó sẽ là hay hơn, thường gặp hàng ngày xe nó hay bị thì là chuẩn nhất anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em, em thấy hay thì like và ủng hộ kênh mình nhé, mình sẽ làm video tốt hơn. Rồi cảm ơn anh em, chào anh em nhé.